hầu hết mọi người bắt đầu một công việc kinh doanh đó là bởi vì họ có một cái kỹ năng chuyên môn, họ giỏi một chuyên môn nhất định ở đấy và họ không muốn làm thuê cho bất kỳ ai cả. Nhưng đó lại là rào cản lớn khiến cho rất nhiều người bắt đầu công việc kinh doanh rồi lại thất bại, bởi vì họ không dành thời gian trau dồi những kiến thức về bán hàng, họ chỉ có kiến thức về chuyên môn thôi, kiến thức về nghề thôi, nhưng những kiến thức chuyên môn về nghề này không đảm bảo họ có thể thành công được. Mình lấy ví dụ hai trường hợp sẽ xảy ra, đấy chính là trường hợp ví dụ bạn kinh doanh về sản phẩm số, bạn kinh doanh khoa học hay bạn kinh doanh các dạng ebook, thì bạn tìm hiểu những kiến thức về marketing, kiến thức về cách viết quảng cáo và bạn phải quan sát, bạn phải khảo sát được khách hàng của bạn là họ đang ở trong những cái nhóm nào, ở lúc nào, họ là tệp khách hàng như thế nào, thói quen hành vi của họ là gì. Thì đấy bạn mới ra được những nội dung về marketing và bán hàng. Còn giả sử bạn là một người bán các sản phẩm về vật lý, ví dụ bạn bán những sản phẩm như là về gia dụng hay là mỹ phẩm gì đó, thì các bạn ngoài cái việc là kỹ năng chuyên môn nhất định của bạn, là ví dụ bạn giỏi về ID chẳng hạn đi, thì bạn cần phải hiểu thêm kỹ năng bán hàng, bạn phải biết kỹ năng trải nghiệm nào nữa. Đấy, khách hàng của bạn cũng phải khảo sát, và khi khảo sát những khách hàng của các bạn ấy, thì các bạn phải đi ra một cái bước tiếp theo là thế thì bây giờ ngoài việc khảo sát đó thì từ cách đóng hàng, gói hàng này, rồi kế toán này, rồi chi phí nhập đầu vào ra, lúc này rất nhiều vấn đề về thu chi đấy, thì các bạn cũng phải nắm được. Nếu như các bạn cần những cái kiến thức về quảng cáo này, về marketing này, về cách chinh phục khách hàng này, cũng giống như những cái kiến thức ví dụ như là kiến thức hiểu biết hơn về những cái kinh doanh bán hàng online cần phải thu chi và như thế nào, kiến thức về bán trên sàn cần giá vốn so với giá nhập là bao nhiêu, thì các bạn cần những tài liệu nhà miễn phí, các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình nhé.